Ego chào mọi người. Hôm nay Ego được ra ngoài quán nước chơi. Mấy hôm vừa rồi nóng quá, chủ thì bận không có cho Ego lên sóng được. Hôm nay mới cho Ego lên sóng rồi này. Đứa nào ở trong gương đi Ego? Đứa nào đây? Hai. Đứa nào đây? Trời ơi, yêu rồi. Ego đợt này thì đến tuổi dậy thì rồi, cho nên là hơi độ ham hố hơi cao, đi cứ cà khịa gạ gẫm suốt. Thành ra là Ego lớn rồi, thành ra là không thể để Ego ở chung với nệ mẹ, với nệ em, với bà là mấy đứa ở bên trên được. Ego ở bên dưới với nệ Dina, nên là Ego ở nhà suốt mà lại cũng chẳng có cho Ego lên TV được. Ego là tròn 1 tuổi rồi. Đây, đứa nào đây? Đây này, Ego này, đứa nào này? Nhìn ở trong video kìa. Mọi người nhìn Ego có thấy Ego giống bố hay là Ego giống mẹ? Có vẻ như là Ego giống mẹ. Ego không thích lên TV. Chĩa máy quay vào Ego là Ego toàn quay đi đây này. Trộn. Đấy, lên TV một tí là Ego ngáp. Niên Ego là hơi bị lận đận một tí. Này bé thì ốm. Yếu chân. Đến khi khỏe lên tí thì chủ lại bận. Cho sang trại, cho chơi với lại các anh các chị, với lại cô dì chú bác để cho nó quen. Mới đón Ego về được khoảng nửa tháng 20 ngày gần đây thôi. Cho Ego về nhà, ở nhà, không cho bên trại nữa. Bắt đầu có nét của thanh niên rồi. Trẻ con mà lạ thì sợ Ego, nhưng mà Ego thì lại rất là quý bọn trẻ con. Nhìn chung là giống Rottweiler, là con nào 10 con thì 9 con nó quý trẻ con. Ego được thừa hưởng cái màu mảng cũng rất là sẫm cháy.
Đây là quay bây giờ là lúc 5 rưỡi chiều và quay ở trong dưới bóng cây đấy. Mà mọi người nhìn cái màu nó đã dậy màu như thế này rồi. Rồi cho ngắm thẳng mặt Ego cái. Ego quay đâu nhỉ? Hả? Ok, thanh niên Ego chào cả nhà nhé.